An và khổ đau ảnh hưởng đến cái pháp luật nhà nước, họ không tin nhân quả được. Thì cuối cùng bà này bà mất rồi, thì đứa nhỏ nó cũng đi làm thuê làm mướn. Buổi trưa đó nó đang ngủ, nó thấy bà hiện hình, nó mừng quá, kêu má, má chết rồi sao bây giờ má còn sống, má lại đến gặp con được vậy má. Kêu má, má như con thấy như vậy cho má là con heo. Hỏi má làm sao là con heo? Kêu cách năm nhà, từ nhà của mình cách năm nhà là tới cái nhà mà má là con heo cái. Bởi thì bà mất cũng thời gian 5-10 năm bắt đầu là đọa làm con heo, cho nên thành ra là gần nhà con heo ở đó. Bữa đó ông chủ chuẩn bị giết mần thịt đi bán, do có người mua để mà tổ chức đám cưới. Mà trong này có ai đám cưới thịt không? Đám cưới thịt cho có hả? Thì mình nhờ mình đám cưới vậy thì người ta mới giết súc sanh để người ta bán cho cái người để nấu chứ. Thì nó nghe, nó sửng sốt, nó kêu ổ má làm sao là con heo. Kêu má làm tạo nghiệp ác sát sanh nhiều quá cho nên má là con heo. Bây giờ con tìm cách nào nhanh để con tới, để mà con cứu mẹ, cứu má đi. Rồi nó vừa nghe như vậy nó thức dậy tốt một hộp, hồi hộp bàng hoàng. Thì ổng chuẩn bị cầm dao là bắt đầu bà con dò bà chạy, bà sợ quá bà ra bà báo mộng. Thì cuối cùng nó nghe như vậy, nó đi tới năm nhà là la, nghe con heo là ép đâm cổ, đâm họng nó chết mất. Thì lúc này nó nhìn nó thấy cảnh tượng đó một cái, nước mắt rơi lệ, trong lòng đau khổ tột cùng, nằm lăn xuống đất quơ quào. Mẹ con là con heo, như vậy người chết phải thành heo hay sao? Đúng, trong kinh Phạm Vọng nói người chết thành heo, heo chết làm người chết làm dê, dê chết làm người chết làm chó, chó chết làm người. Ghê không? Nó wow, nó nằm, nó lăn lộn, cái như là nó quá đau khổ. Và từ lúc đó, cái ấn tượng mà mẹ là con heo thì nó không dám ăn thịt nữa. Ông Tổ nói là thấy thịt là nó kinh hoàng. Bởi vì nó thấy rõ ràng trong mộng mẹ báo cách năm nhà là mẹ là con heo, người ta chuẩn bị giết, đến cứu không được, cứu mẹ không được. Cho nên giờ tất cả chúng sanh đó có thể người nó làm heo, rồi heo làm người, người làm chó, cho nên không ăn thịt gì nữa hết. Rồi nó mới phát tâm đi xin tiền để cúng dầu cho các chùa, cúng đèn dầu cho các chùa. Nó xin tên người nào ghi vô trong sổ người đó. Cái câu chuyện này là chúng tôi đọc vô chúng tôi ấn tượng. Chúng tôi nói nếu mà người nào mà nghe được câu chuyện này mà còn ăn thịt là gan cùng mình. Gan dữ á. Thì khi mà xin tiền rồi bắt đầu nó cứ có người ta cho ít nhiều gì nó cũng ghi tên trong cuốn sổ hết. Sau một thời gian rồi có người cùng tên với nó, mà cái người cùng tên đó là phạm tội giết người cho nên bị truy nã. Thì cuối cùng lại quan thấy nó là cùng tên cho nên thành ra cùng họ tên luôn. Rồi cuối cùng là bắt nó vô chuẩn bị xử trảm chém đầu, nhưng mà quan dưới không đủ thẩm quyền đưa lên quan trên. Nó cứ kêu oán, nó nói tôi không có giết người, những cuốn sổ này là tên người ta phát tâm cúng dầu cho các chùa, tôi ghi tên vô đây thôi. Nhưng mà mấy ông quan ông nói đây là đồng bọn, nó ghi tên vô đây có số tiền, cho nên nó ăn cướp nhiều lắm, cho nên thành ra là nó mới ghi tiền ở trong sổ như vậy, tên của người rõ ràng như vậy, không có chối cãi. Thì mang lên quan trên, ông quan trên này là cũng như là quan cũng như là quan xã mà chuyển lên quan huyện ấy mà. Thì ông này ông có trí tuệ, ông biết, ông thấy đứa này cái mặt mũi nó cũng hiền lành, người ăn chay thời gian nhìn cái mặt họ hiền sáng ra nghe, thấy không? Còn người ăn mặn nhìn lâu ngày cái mặt họ nó tối ra, nó dữ. Nói như vậy không? Không phải là người nào ăn chay cũng là hiền đâu nghe. Nếu ăn chay mà không niệm Phật thì cũng bà cố dữ luôn ạ. Cái rồi lên quan trên nói bằng cớ gì chứng minh cho cái việc là không có giết người, cùng tên họ đàng hoàng đây mà chối cãi sao được. Thì nó mới kể hết cái câu chuyện lúc trước là hai mẹ con sống với nhau rồi mẹ chết rồi là thành con heo báo mộng qua cứu mẹ không được, từ đó là không có ăn mặn nữa, chỉ ăn chay thôi và không có làm việc gì xấu ác hết. Tên những người này để là quyên mộ dầu để mà cúng dường cho các chùa. Khi mà nó nói cái sự thật như vậy là cảm được cái tâm của cái ông quan trên. Ông nói ồ vậy là mày ăn chay từ trước đến giờ, vậy tao thử nha. Mang cái dĩa thịt ngon lành xào chiên nấu xong thơm phức mang ra để trên bàn, nói phải ăn.
nó đang lớ sớ chuẩn bị không biết có nên ăn hay không. Ông cầm cái cục xích, ông vỗ lên ba cái rầm, ông la hét, ông kêu phải ăn. Nó vừa cầm nó đưa tới miệng là nó ói máu tươi ra luôn. Thì ông quan hỏi lý do gì ói máu, kêu nhìn dĩa thịt này là nhớ mẹ, mẹ là con heo thì bây giờ làm sao dám ăn thịt của mẹ nữa. Thì ông nói đúng, thằng này bị oan. Ông bắt đầu là ra quyết định xóa án tử hình và chỉ một ngôi chùa cho cái chú này đến đó tu. Bắt đầu ông về đó, nhìn ra được thịt tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, giống như chú bé này, giống như vị thầy mà từ chú bé này đi xuất gia tu hành thành tựu được, cũng từ cái tâm nuôi dưỡng lòng từ không giết, thì không bao giờ dám ăn thịt chúng sanh nữa, thương nó không hết. Mà khi mình không ăn thịt thì cái cộng nghiệp để giết không có, thì thọ mạng mình bắt buộc phải kéo dài, ít bệnh hoạn và lúc lâm chung thân thể không đau đớn. Đó là cái nhân ăn chay phóng sanh, và khuyên người ăn chay phóng sanh kiên giết. Cái pháp này quan trọng lắm, trong kệ tu trì Ấn Tổ có nói đúng không? Đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người. Ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Công đức vô lượng của người ăn chay và ăn đúng chay trường, trứng gà cũng không ăn, sữa con bò cũng không uống luôn, kỹ như vậy. Ngũ vị tăng hành hệ tội nén kiệu không ăn, gừng ăn được, gừng nó không phải ngũ vị tăng, nó không có hăng. Hôm nay mang một bịch tỏi cho lên là kẹt á, nó hăng nó hôi, uống ăn được à. Những Phật tử mà họ hôm nay ngồi trong gia đình họ đúng cái tâm trạng là đang cúng mặn, đang ăn mặn, một mình họ đang phấn đấu. Có cô đó một mình con chống lại với mafia. còn nói gia đình là mafia. Hỏi sao gia đình mafia? Họ ăn mặn, họ không biết tu, họ ghét thầy chùa. Mafia của thầy chùa rồi. Một mình chống lại mafia mà cuối cùng chống cũng thắng. Bắt cổ ăn chay, cổ ăn vô là cổ đi cầu ra đau bụng, rồi ăn vô là muốn mửa. Ông nói đủ kiểu, cuối cùng ông cũng phải thua. Ông thua rồi bắt đầu ông mới gì, ông mới cùng phe trở lại. Ông nói vợ tôi ăn chay mà nhìn thấy đẹp ghê á. Chánh phải thắng tà thôi, dứt khoát là như vậy. Cái chỗ này quan trọng, hôm bữa chúng tôi nói nhưng mà nó chưa có sâu. Thân tạo nghiệp thì thân phải thọ lãnh nghiệp, và tâm này tạo nghiệp, và thân tâm này phải thọ mạng kéo dài. Thân này tâm này tạo ác nghiệp, sát trộm dâm dối, rồi thân tâm này phải bị thọ mạng hết, gọi là xả thân. Xả thân này đi thọ thân khác, chứ không phải xả thân là hết ngang. Đừng có nói quan điểm là xả thân là hết. Quan điểm mà xả thân là không còn tâm thức, không còn sát thân, đó là chấp đoạn, không đúng. Còn nếu mà xả thân rồi thọ thân, chỉ là thọ một cái thân địa ngục là thọ hoài, hoặc là Thượng Đế đưa lên cõi trời là ở hoài trên cõi trời, cái này là chấp thường, cũng không đúng. Không đúng. Mà xả thân thọ thân tùy theo nghiệp. Nếu nghiệp đó tương đồng với ngạ quỷ là tham, thì người này phải vào cõi ngạ quỷ. Nếu mà sân hận rồi xả thân thì vào cõi địa ngục. Si mê không biết đâu là thiện ác, đúng sai, chánh tà phải trái, thì xả thân phải làm loài súc sanh. Chắc chắn là như vậy, không có Thượng Đế nào an bài đâu. Rồi từ cái thân đó, thọ thân đó, là phải vào trong cảnh giới đó, rồi chịu khổ trong cảnh giới đó. Cũng như con người của mình là gì? Là báo đó, rồi y báo đó, rồi ảnh hưởng lại chánh báo. Chánh báo là thân tâm này, ở trong môi trường này là y báo. Mà chánh báo quyết định đi vào cõi y báo, và cõi y báo đó sẽ chi phối lại
chánh báo này. Nếu chánh báo đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chánh báo đó là tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, chánh báo đó là tích lũy tín nguyện hạnh, thì chắc chắn họ phải xả thân rồi thọ thân, mà tùy nguyện thọ thân, thọ trong liên thai. Về Tây Phương Cực Lạc là y báo, Tây Phương Cực Lạc ảnh hưởng lại thân tâm của mình, chánh báo. Mà cái ảnh hưởng ở bên Tây Phương Cực Lạc đối với bản thân con người ở trên đó thì tuyệt. Không khí lúc nào nó cũng 18-19 độ, nó dễ chịu lắm. Độ thì phải khỏi lo rồi, độ theo ý muốn mình rồi phải không? Muốn ấm thì được ấm, muốn mát thì được mát. Nhảy vào ở trong cái hồ Bát Công Đức Thủy đó thì muốn ấm là ấm, muốn nước đến chân thì đến chân, muốn đến gối thì đến gối, muốn ngang lỗ mũi, đừng có nghẹt thở thì ngang lỗ mũi.